Mỹ bày tỏ sự lo ngại sau khi Trung Quốc kêu gọi toàn dân tham gia chống gián điệp, Washington sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi luật chống gián điệp mở rộng của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, bày tỏ quan ngại về lời kêu gọi của Trung Quốc. Chúng tôi có lo ngại về điều đó. Chắc chắn việc khuyến khích công dân theo dõi lẫn nhau là điều rất đáng lo ngại. Chúng tôi đang quan sát chặt việc thực hiện luật chống gián điệp mới của Trung Quốc nhưng chúng tôi vẫn làm. Luật này đã mở rộng đáng kể phạm vi của những hoạt động được coi là gián điệp. Trước đó, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan giám sát tình báo và phản gián cả ở Trung Quốc và nước ngoài, đã khuyến khích công dân Trung Quốc tham gia công việc chống gián điệp và khen thưởng nếu đóng góp tích cực động thái này được thực hiện sau khi luật chống gián điệp của trung quốc mở rộng có hiệu lực đạo luật mới đã mở rộng phạm vi các hành động bị coi là gián điệp điều này đang gây lo ngại về việc tăng cường chấn áp đối với các cá nhân và công ty nước ngoài ở trung quốc về phần mình mỹ đã cảnh báo các công ty nước ngoài ở trung quốc có thể bị trừng phạt